thành hai phái ha, nam và nữ ha, chia riêng để mình tại cái bệnh xuất á, xuất độ á thì ung thư đại trực tràng cái thứ ba ha, sau với lại còn đối với nữ á thì là thứ hai sau ung thư vú đương nhiên rồi ha. Còn tử xuất thì ung thư đại trực tràng là đứng thứ tư sau phổi, gan, dạ dày, thứ ba sau vú, phổi. Rồi tiếp theo mình sẽ đến với cái yếu tố nguy cơ ha. Trực tràng cái di truyền và yếu tố tới là môi trường lối sống, thì đầu tiên là về yếu tố mà đầu tiên mình sẽ có là bệnh sử ha. Khi mà khai thác bệnh sử bệnh nhân thì có họ hàng người thứ nhất có thì là cái yếu tố nguy cơ nó là 2,2, tăng lên 2,2 lần. Một người có trên một người bị, còn nếu mà có một người bị, nghĩa là cái người bị trong gia đình á mà có yếu tố mà trước 45 tuổi như tôi nói hồi nãy ha, cái người ung thư đại trực tràng mà dưới thì nhiều khả năng nó liên quan, cho nên bạn nhận thấy là yếu tố nguy cơ nó tăng cao hơn. Thứ hai là liên quan tới bệnh lý của bản thân, thì những cái bệnh lý viêm ruột nó sẽ làm gây tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, thì chúng ta có là viêm loét đại tràng mãn tính ha, với lại bệnh viêm ruột Crohn ha, cũng là một dạng viêm ruột mà cái nó sẽ khác với viêm loét đại tràng ở đặc trưng là cái đoạn đại tràng nó bị viêm với lại cái độ sâu khoảng 2,6 2,8 lần. Điều tăng nguy cơ đại trực tràng thì dạ thầy, thầy người đại trực tràng thì chắc các bạn cũng biết, thì tôi ở đây tôi nói thêm thì mình sẽ có là hội chứng, có thể về mình nghiên cứu thêm, có thể là cái hội chứng là tên là hội chứng Lynch ha, và hội chứng có tính gia đình ha, polyp có tính gia mọi người sẽ những cái hội chứng đó. Mạng nó hơi bị nó hơi bị lắc thì tôi cứ bị văng ra, đợi chút xíu nữa. Rồi nãy tôi đang nói tới cái đoạn mà các cái hội chứng ha, mình có hội chứng Lynch, sắc NPCC, hội chứng đa polyp có tiếng Anh, hội chứng đa polyp di truyền ha, rồi về cái vị trí các cái khối u thường xuất hiện trên đại tràng và trực tràng thì ở manh tràng là các bạn thấy là khoảng 10 manh tràng là khoảng 17% ha, rồi xuất hiện có thể là ở đại tràng lên, đại tràng ngang, đại tràng xuống, đại tràng sigma ha, và trực tràng. Về mặt đại thể cái khối u mà mình thấy được khi mà mình phẫu thuật đó thì như các bạn đã biết thì những cái khối u mà của đại tràng thì nó có sẽ thuộc lại là trồi xùi, giải bú trồi xùi hoặc là dạng thâm nhiễm, loét nó gây thâm nhiễm, nó gây hẹp,
thì thường những cái bướu mà ở vùng đại tràng lên, vùng vùng manh tràng ấy, thì do cái khẩu kính ruột nó to thì thường nó sẽ có cái đặc điểm là nó hay là một cái khối nó trồi xùi vào cái lòng của ruột. Và như vậy thì nó thường sẽ cái biểu hiện lâm sàng, như các bạn biết là cái khối mà to trồi xùi vào thì thường nó sẽ gây chảy máu, xuất huyết tiêu hóa. Những cảnh bệnh nhân sẽ có cái trường hợp là có khi là bệnh nhân sẽ mất máu, có khi mất máu là nặng. Còn những ở vùng đại tràng ngang, đại tràng xuống, đại tràng sigma thì các bạn thấy là sẽ có cái dạng mà nó thâm nhiễm, nó gây hẹp cái khẩu kính của ruột thì nó sẽ gây rối loạn tiêu hóa. Còn ở vùng trực tràng nó có thể là kèm thêm những cái dạng loét đang gây chảy máu. Về mặt vi thể thì phần lớn cái ung thư đại trực tràng là ung thư của biểu mô hay carcinoma tuyến, là chiếm tới 90 đến 95%. Còn 5% còn lại là xuất hiện có thể từ trung mô như leiomyosarcoma, sarcom, rồi lymphoma ở ruột, carcinoid, một cái loại ung thư hiếm gặp, cái loại giả phổ bệnh hiếm gặp hơn. Ta sẽ đi về giải phẫu học của đại trực tràng. Thì như các bạn thấy, hành đại trực tràng thì được cấp máu bởi động mạch mạch châu tràng trên, mạch châu tràng dưới. Thì những cái cơ quan mà nó lân cận mà nó có liên quan mà tiếp xúc với lại đại tràng quan trọng, thì chúng ta thấy là sẽ có ở đây là sẽ có gan, lách ha. Đây là mình sẽ còn có tử cung đúng không các bạn, rồi nói chung là mình sẽ còn có là phúc mạc nữa, là những cái cơ quan mà nó liên quan tới cái đại tràng, trực tràng, tử cung, bàng quang, phúc mạc vân vân. Thì về cái mặt cắt của cái lòng của đại trực tràng thì đây cũng là một cái yếu tố giải phẫu mà các bạn cần phải nắm, để sau nữa mình sẽ có cái phân độ T của bướu, mình sẽ dựa vào cái độ xâm lấn của bướu so với lại cái mặt cắt của cái lòng đại tràng. Thì chúng ta có cái lớp niêm mạc ha, lớp dưới niêm, hai cái lớp cơ dọc và sau đó lớp thanh mạc ha, từ trong ra ngoài nhé mọi người. Rồi thì về tĩnh mạch các bạn cũng biết rồi ha, tĩnh mạch mạch treo tràng trên, mạch treo tràng dưới, cuối cùng nó sẽ đổ về tĩnh mạch cửa. Rồi. Rồi qua cái phần tổng quan thì chúng ta sẽ bước vào cái phần tiếp theo, cái phần quan trọng đó là cái phần về cái bệnh cảnh lâm sàng, triệu chứng lâm sàng ha. Thì như tôi đã nói lần trước thì cái bệnh cảnh là cái mà giúp các bạn có được cái hướng mà để tiếp cận bệnh nhân. Khi mà mình thực hành lâm sàng nó sẽ là cái hướng này mình đi ngược lên đó, sẽ tiếp cận được bệnh nhân dựa vào những cái bệnh cảnh bệnh nhân đến với mình. Thì ở ung thư đại tràng á thì mình sẽ lưu ý rằng như là hôm trước mình nói các bạn ung thư vú, thì cái bệnh cảnh lâm sàng khi mình tiếp xúc á, thì nó ít khi nó ở trong cái tình trạng cấp cứu à, nhưng mà do là còn ở đại trực tràng là do là một cơ quan nó nằm ở trong cái ổ bụng thì cái diễn tiến của nó có thể âm thầm, bệnh nhân sẽ dễ nhầm lẫn với lại các cái bệnh lý khác, bệnh nhân sẽ không có điều trị, thì khi đến với mình nó có thể ở giai đoạn trễ hơn. Thì cái bệnh cảnh mình tiếp tiếp nhận bệnh nhân nó có thể là nằm ở trong cái bệnh cảnh là cấp cứu, là bệnh cấp ấy, cần phải triệu chứng ngay, thì lúc đó mình sẽ không có phải là lúc nào mình cũng sẽ ưu tiên là mình sẽ chẩn đoán cho nó chính xác là ung thư đại trực tràng rồi giai đoạn như thế nào ha. Ở trong cái bệnh cảnh cấp cứu mấy bạn biết rồi thì mình phải chẩn đoán, cái khi mà mấy bạn biết một cái chẩn đoán ra thì cái nào nó cần ưu tiên làm xử trí trước thì luôn luôn mình để trước. Ví dụ như bệnh nhân có một cái bệnh cảnh đến với mình là ung thư đại tràng, các bạn biết rồi, đại trực tràng các biết rồi, nó hay gây tắc ruột đúng không? Thì khi mà mình biết cái chẩn đoán thì mình sẽ biết là cái cần ưu tiên mà cần xử trí trước cấp hơn mình biết ra trước đúng không? Là ví dụ như tắc ruột trên một cái theo dõi ung thư đại trực tràng, thì những cái chẩn đoán sẽ giúp ra một cái
dẫn tới một cái hướng xử trí và cái tiên lượng của mình, cái hướng xử trí là cái thái độ xử trí của mình. À, vì trong cái lúc mà bệnh cảnh cấp thì nếu mà mấy bạn xử trí không có kịp thời thì bệnh nhân có thể dẫn tới bệnh nhân bị tiến vô cái trở nặng hơn và có thể gây tử vong cho bệnh nhân, tử vong trước khi là mình định bắt đầu điều trị vô cái chuyên khoa ung thư của mình đó ha. Thì cái bệnh cảnh lâm sàng bệnh nhân đến với mình là khối u ở bụng ha, thì những cái khối u ở bụng thì nó có thể gây bệnh nhân gây đau bụng đúng không, và khi bệnh nhân đau bụng thì đến với mình một cái đau bụng, mấy bạn biết rồi, đau bụng thì vẫn có thể là đau bụng, có thể là một cái đau bụng cấp hay đau bụng ngoại khoa, vẫn có thể diễn tiến thành cái bụng ngoại khoa cần can thiệp ngoại khoa gì đó. Rồi đối với những cái bướu mà như tôi nói ha, bướu đại trực tràng, nhất là cái bướu ở vùng manh tràng, thì nó có thể gây ra cái thiếu máu sụt cân, vì bướu có cái như tôi nói là bướu với đại tràng nó gây gây khi tôi hỏi dưới rỉ rả, khiến cho bệnh nhân bị thiếu máu, có thể thiếu máu nặng, nhưng mà do là nó diễn tiến âm thầm từ từ, có khi là bệnh nhân người ta sẽ không có nhận ra. Mà vô tới mình thì khi mà người bác sĩ người ta nhìn vô là thấy bệnh nhân có khi là xanh nhợt luôn, sụt cân, do bệnh nhân có thể là cái đường tiêu hóa hoạt động kém, bệnh nhân ăn uống kém. Rồi hội chứng rối loạn tiêu hóa dưới là mấy bạn biết rồi ha, rối loạn tiêu hóa dưới là cái thay đổi cái thói quen đi cầu đó, táo bón tiêu chảy gì đó, chính những cái này nó dẫn cho bệnh nhân cũng dẫn tới cái tình trạng bệnh nhân bị suy kiệt nha mấy bạn. Rồi xuất huyết tiêu hóa dưới, xuất huyết tiêu hóa dưới thì nó thường kèm như là một cái là giống như là một cái mà nó dẫn đến cái việc thiếu máu đó mấy bạn. Xuất huyết tiêu hóa dưới này bạn lưu ý là không phải là lúc nào nó cũng chỉ là rỉ rả âm thầm, rỉ rả từ từ đâu, có khi nó vô với mình là đã xuất huyết tiêu hóa dưới ồ ạt luôn mấy bạn, khó luôn ha. Với cái thì nếu mà mình đánh giá cái mức độ mà xuất huyết nó, mình sẽ có cái thái độ xử trí khác nhau đó nhưng mà. Rồi bệnh nhân đến với mình về hội chứng tắc ruột ha. Tắc ruột là rõ rồi, khối u nó gây hẹp cái lồng của đại tràng, nó gây tắc ruột. Rồi hội chứng viêm phúc mạc, viêm phúc mạc này là các bạn biết là một cái bệnh cảnh cấp cứu mà ngoại khoa rồi ha. Viêm phúc mạc là có thể do khối khối u này nó bị to quá, nó bị tắc rồi nó vỡ, nó thủng ra, nó gây viêm phúc mạc. Bệnh cảnh khác thì bệnh nhân đến với mình là khi mà bú đã di căn xa, gây những cái biểu hiện ở cơ quan di căn như là gan, phổi. Bệnh nhân đến với mình thì bán bụng, vàng da hoặc là khó thở vân vân. Rồi tôi sẽ sơ lược qua về một số cái triệu chứng của đường tiêu hóa như nói hồi nãy ha, thay đổi thói quen đi cầu, táo bón tiêu chảy hoặc táo bón xen kẽ tiêu chảy, rồi phân ra là không có thành khuôn bình thường, phân dẹt, rồi có thể bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa dưới, xuất huyết có thể là rỉ rả hoặc là số chất ồ ạt, đau bụng có thể là một cái đau bụng cấp, đau bụng ngoại khoa. Bệnh nhân tới với mình bị bệnh cảnh tắc ruột, mãn tắc ruột, triệu chứng toàn thân khi mà bệnh tiến triển thì bệnh nhân mệt mỏi yếu như là suy kiệt các bạn, thở yếu khó thở, có thể là do di căn ở phổi, chuột rút, có thể là do là rối loạn điện giải với bạn. Các bạn biết là cái đại tràng là nơi hấp thu nước đó, ha, nó gây tắc ruột hay rối loạn điện giải. Rồi thì tiếp tục chúng ta sẽ đến với triệu chứng cơ năng ha, triệu chứng thực thể ha, là lúc mình khám thì giai đoạn sớm thì có thể bệnh nhân chỉ phát hiện khi mà khi bệnh nhân mà đi tầm soát thôi. Các bạn biết là tầm như tôi đã nói là tầm soát ung thư đại trực tràng là một ung thư mà có cái chương trình tầm soát, thì bệnh nhân có thể đến với mình vì khi tầm soát phát hiện ra tổn thương. Rồi ở giai đoạn muộn thì mình có thể sờ được khối u lỗn nhổn nhiều nơi ha, có thể là một cái mảng lỗn nhổn ở trên vùng bụng, ấn không đau hoặc là ấn đau khu trú. Mình các bạn nhớ lưu ý là với khám bụng thì phải lưu ý cái triệu chứng đau thôi mấy bạn, đau rồi những cái triệu chứng mà của co cứng thành bụng, nó cái phản ứng thành bụng rồi đề kháng rồi phản ứng dội rồi vân vân, đó là những cái triệu chứng mà để mình
đánh giá bệnh nhân này có phải là bụng ngoại khoa hay không, nó có viêm phúc mạc hay không ha, chuyển đầu mình khám khám bụng ha. Rồi các biểu hiện triệu chứng di căn nè, có thể khám hạch thượng đòn, váng bụng, gan to, vàng da vân vân, có thể là kèm theo là tràn dịch màng phổi gì đấy, hoặc chứng bài giảm gì đấy ha. Và chính vì thế khi người ta có một cái lưu ý là đối với bệnh nhân mà lớn tuổi trên 50 tuổi mà có cái thay đổi thói quen đi cầu, là rối loạn tiêu hóa đó, tiêu chảy táo bón xin, hoặc là đi tiêu ra máu, đạm nhớt, phân nhỏ dẹp, và khoan khám bụng thấy u hoặc là khám trực tràng thấy khối u thì cần phải lưu ý, có thể là một cái bệnh cảnh của ung thư đại trực tràng. Rồi chúng ta sẽ tới cái phần mà cận lâm sàng của ung thư đại trực tràng. Thì như tôi đã vừa giới thiệu thì nói chung là cái phần mà triệu chứng thực thể, tôi chỉ lưu ý bạn là nhớ nè, mình khám thì mục đích là để như các bạn nói ha, chẩn đoán, như nó là chẩn đoán cái cơ quan mang bướu. Mình khám mình thấy những cái triệu chứng, ví dụ nhiều cơ quan thì mình phải khám, mình chẩn đoán được là cơ quan mang bướu ở đâu. Mình khám mình đánh giá được là TNM, nhưng mà đối với lại ung thư đại trực tràng thì do cơ quan nằm sâu thì đánh giá TNM trên lâm sàng mà không có, chưa có những cái hình ảnh cận lâm sàng đó thì gọi là cũng khó, chưa có đánh giá được. Và một cái nữa là lưu ý các bạn nha, nhớ những cái bệnh cảnh đến với mình, bệnh cảnh cấp cứu hoặc là bệnh lý ngoại khoa cần can thiệp ngoại khoa khẩn, để mà từ đó mình không chỉ là đề nghị những cái cận lâm sàng mà để chẩn đoán cái ung thư đại trực tràng không, mà mình phải đề nghị những cái cận lâm sàng để mình giải quyết cái tình trạng khẩn cho bệnh nhân. Chứ mình đâu có, ví dụ như trong cái tình trạng như vậy mà mình đâu có thể nào nhiều thời gian mà mình đi làm đề nghị tới lui những cái chẩn đoán cận lâm sàng được. Thì đầu tiên là một cái chụp khung đại tràng cản quang, thì đây là một cái cận lâm sàng mà nó kinh điển, nó có trong sách giáo khoa từ xưa rồi. Thì ở đây vẫn để lên, nhưng mà cái ngày nay thì càng ngày càng ít áp dụng cái phương pháp cận lâm sàng này hơn, do nó cũng có cái hạn chế và những cái chống chỉ định. Khi mà chụp cái đại tràng cản quang lên thì có thể là mình sẽ thấy là vài cái đoạn ruột bị thu nhỏ ở giữa này, nó bị hẹp lại. Và trong cái đoạn ruột bị thu hẹp lại thì mình thấy cái đường viền nó nham nhở, thì sẽ thấy đây có thể là cái dạng mà như tôi nói ha, thể chai, là nó thâm nhiễm đó, thể chai vòng nhẫn lại thâm nhiễm nên làm hẹp cái khẩu kính của cái đại tràng. Vậy mấy bạn thấy ở trong cái hình này là có gần cái chỗ đại tràng sigma đó nha mấy bạn, thấy là cái thuốc cản quang nó xuống không có được đều nữa, nó ngoằn ngoèo, bờ nó xoèn xùi. Thể chùi xùi như vô lòng ha, mình sẽ thấy khuyết lõm ở một trong hai bên bờ, là cái nơi mà nó cái bướu nó trồi vô đó, và cái đường bờ của cái bướu thì thường nó nhăm nhở nè. Cái bướu của ung thư nói thì thường nó sẽ là cái bờ của nó bờ gai, bờ nhăm nhở. Thể chùi xùi này thì thường gây chảy máu. Những cái hình ở bên trái bạn thấy ha, có một cái khuyết đen lõm một cái lòng, bờ nó không đều. Bên phải cũng vậy ha, hình cắt cụt ha, là đại tràng thu hẹp lại hoàn toàn, thuốc quản quang là không có lên được. Thì cái đường bờ thường là nó sẽ không đều, cũng là nham nhở trong ngọn lửa, và cái bình cảnh mà nó cắt cụt như vậy thì mình sẽ gợi ý tới mình trạng tắc ruột ha. Đương nhiên là cũng sẽ kèm, mình cũng phải kèm theo là mình hỏi cái triệu chứng cơ năng và triệu chứng thực thể nữa. Rồi đối với lại ung thư đại trực tràng thì cái tiêu chuẩn vàng mà để chẩn đoán thì sẽ là nội soi cái khung đại tràng và sinh thiết. Thì khi mình đưa cái ống nội soi vô giống như là một cái con mắt của mình, để mình thấy được những cái tổn thương ở trong lòng đại trực tràng, mình thấy được cả hình dạng,
cái loại tính chất của nó, chùi xùi, chích hẹp gì đó, có thể ước lượng được kích thước. Và trong cái ống mà nội soi của đại trực tràng thì mình cũng có thể đưa cái dụng cụ vào để mà sinh thiết cái khối u. Đây, giờ hình này giới thiệu một số cái hình ảnh cái bướu chồi sùi ha, khi mà mình nội soi đại trực tràng. Rồi một cái cận lâm sàng gọi là thường cũng thường quy trong cái đánh giá u của đại trực tràng, đó chính là CT scan bụng chậu hoặc có thể là chụp MRI. Thì đối với lại ung thư đại trực tràng thì MRI có độ đặc hiệu và độ nhạy nó tốt hơn, nó đánh giá được nhiều cái yếu tố hơn so với CT. Nhưng mà CT thì mình sẽ chụp được nhanh hơn và nó tinh tế hơn so với MRI. Thì CT và MRI là đều có thể đánh giá được khối u, sự xâm lấn của u vào thành trực tràng và mô xung quanh, và đặc biệt là đánh giá hạch. Những cái hạch mà quanh đại trực tràng, quanh đại tràng thì mình khó có thể mà khám được trên 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 lâm sàng các bạn ha. Thì chính cái CT và MRI này sẽ giúp mình đánh giá để mà xếp giai đoạn. Thì khi mà mình dùng CT ấy, thì trong những cái trường hợp khẩn mình cần có cái kết quả nhanh, còn trong cái trường hợp mà mình bệnh nhân ổn cần một cái điều trị mà nó đánh giá điều trị nó đầy đủ hơn thì mình có thể cho bệnh nhân chụp MRI bụng và chậu. Về cái xương mô mặt cơ thì cái CEA này thì cũng như trong ung thư vú thì hiện nay thì nó có ít giá trị chẩn đoán đối với ung thư đại trực tràng, mà hiện nay thì vẫn còn dùng để mà theo dõi sau điều trị, theo dõi sau điều trị để phát hiện cái mức độ mình phẫu thuật có đầy đủ hay chưa, có đầy đủ các bướu có triệt để hay không, và trong lúc theo dõi thì để phát hiện tái phát. Cho nên là thường á thì chính vì khi mà CEA có cái tác dụng theo dõi thì thường người ta sẽ trước khi mà bắt đầu điều trị người ta sẽ cho làm một cái xét nghiệm CEA này để làm giống như một cái baseline để mà sau này người ta lấy người ta so sánh, sau khi điều trị người ta theo dõi người ta lấy người ta so sánh những con số trước mổ, chứ không phải là người ta cho trước mấy bạn nhìn mấy bạn cứ tưởng cho trước mình bị chẩn đoán không ha, cho đến mình làm một cái mốc. Mức bình thường của nó là 2,5 đến 5 nanogram trên ml. Rồi những cái xét nghiệm khác, những cái xét nghiệm thường quy khác cũng vậy ha. Không có siêu âm bụng để phát hiện nè. Xem qua cái gan, cái lách, những cái hạch trong ổ bụng và thận thì mấy bạn biết rồi, những cái khối u mà trong ổ bụng, còn những khối u mà gieo rắc ổ bụng hoặc là những cái hạch trong ổ bụng thì nó có đều có khả năng mà gây chèn ép cho cái niệu quản. Mình siêu âm để mình coi có thận có bị ứ nước hay không. Và mình sẽ coi được các cơ quan trong ổ bụng. Rồi X-quang phổi để xem có gì căn phổi hay không. Rồi xét nghiệm máu. Máu thì cái lực trong công thức máu ấy, thì các bạn lưu ý như tôi nói ha, nó có thể là một cái bệnh cảnh thiếu máu. Thì nhớ là phải coi kỹ bệnh nhân có thiếu máu hay không, ở mức độ nào để mình có một cái hướng xử trí cho bệnh nhân. Mà kèm vào đó là các xét nghiệm tiền phẫu. Các xét nghiệm tiền phẫu thì sao, mình ở đây người ta lại ghi thẳng luôn các xét nghiệm tiền phẫu, như tôi nói rồi, có những trường hợp mình phải cần khả năng là mình theo dõi có cần phải can thiệp ngoại khoa thì mình cho luôn xét nghiệm tiền phẫu để khi cần can thiệp thì có luôn, giúp cái lịch xét nghiệm lại. Và những cái xét nghiệm tiền phẫu là gì thì khi mà đi lâm sàng rồi đó thì mình sẽ trao đổi thêm. Để cái slide này thì cũng nhắc lại, thì để chẩn đoán xác định thì nội soi đại trực tràng là chỉ định sinh đầu tiên đó, để mà có cái chẩn đoán xác định về mặt hình ảnh là cái khối u nó nằm ở trong cái là thuộc về cái đại trực tràng và có luôn cái dãy vô bệnh của nó.
Và các bạn lưu ý là nếu mà cái khối u mà ở trực tràng á, khi mà mình khám á, như hồi nãy khám triệu chứng thực thể, các bạn nhớ là khi mà khám thì luôn luôn phải, đối với bệnh nhân mà có cái triệu chứng của đại trực tràng thì các bạn luôn luôn là đương nhiên là lâm sàng các bạn phải tút C rồi. Thì nếu mà tút C hoặc là khi mà các bạn nội soi mà trực tràng mà phát hiện ra một cái khối u thì không không được bỏ qua ha, nghĩa là có thể nó sẽ xuất hiện thêm những cái khối u ở phía trên trực tràng, ở phía trên trực tràng là phía ở phần đại tràng. Và nếu phát hiện khối u đại tràng thì nó vẫn có thể là có những khối u mà nó nằm phía trên nữa, phía trước nữa, cho nên là khi mà mình nội soi thì mình luôn phải đánh giá, cố gắng đánh giá được toàn bộ cái khung đại tràng. Rồi. Và như tôi nói là CT scan và MRI thì đóng vai trò chính trong cái chẩn đoán giai đoạn ha, sự độ xâm lấn của bướu rồi và di căn xa ở ổ bụng. Thì trong những trường hợp mà mình không nội soi được, thủng tắc ruột thì mình sẽ dùng CT scan và MRI thì mình giúp có những cái chẩn đoán sơ bộ. Và đối với ung thư trực tràng cho nó nằm gần ở ngoài thì để đánh giá giai đoạn người ta còn có một cái phương pháp nữa, các bạn biết là cũng biết rồi ha, đó là chính là siêu âm quang ngã nội soi. Sẽ đưa một cái que đầu dò siêu âm vô để đánh giá siêu âm ngay tại cái bướu ở trong lòng của cái trực tràng để đánh giá cái bộ xâm lấn của khối u qua cái lòng các lớp của trực tràng. Rồi những cái xét nghiệm như X-quang ngực thẳng, siêu âm bụng, gan, chụp PET-CT, xạ hình xương, rồi CT scan sọ não thì để phát hiện những cái cơ quan bị di căn xa. Rồi CEA thì nên được xét nghiệm cho tất cả bệnh nhân là để theo dõi và đánh giá tiên lượng sau điều trị, theo dõi và cả đánh giá tiên lượng và để tiên lượng sau điều trị luôn. Rồi sau khi có cái những kết quả khám triệu chứng cơ năng, triệu chứng thực thể và kết quả cận lâm sàng thì chúng ta sẽ chẩn đoán xác định. Và chẩn đoán xác định thì cần phải đánh giá giai đoạn. Thì đối với ung thư đại trực tràng thì nó sẽ có nhiều cái cách phân loại. Thì theo cái phân loại của Đức ha, Tassler, Kohler, MAC và theo TNM là cái phân loại chuẩn theo ACCC rồi, nhưng mà một số nơi người ta vẫn dùng cái phân loại theo Đức và Aster-Koehler vì nó cái tính nó dễ nhớ và nó dễ nhớ và đơn giản dễ áp dụng hơn. Thì đây là một cái hình minh họa cho cái xếp giai đoạn theo Ashley Kohler ha. Thì nói chung về cái xếp giai đoạn ung thư của đại trực tràng á, thì mấy bạn sẽ nhớ thứ nhất là về cái mức độ xâm lấn của bướu, về cái T đó, mấy bạn sẽ đánh giá mức độ xâm lấn của bướu so với lại các cái thành, các lớp của cái đại trực tràng. Và thứ hai là cái số lượng hạch di căn, và thứ ba là di căn xa. Thì về cái T đó thì ở T1 là cái bướu nó xâm lấn tới cái mức dưới niêm ha, bướu nó sẽ xâm lấn từ cái lớp niêm mạc, nó xâm lấn tới cái lớp dưới niêm là giai đoạn A đó, T1 đó. Rồi theo Osler Kohler là giai đoạn B1 là T2 đó, T2 là không mà không thì bướu nó sẽ xâm lấn tới lớp cơ ha. Đầu giai đoạn B2 là bướu nó là T3 hoặc T4 là bướu nó xâm lấn qua lớp cơ tới lớp thanh mạc, hoặc là nó qua lớp thanh mạc nó dính với các cơ quan xung quanh. Rồi lớp giai đoạn C1 là T2N1 mà không á, nghĩa là bắt đầu nó có xuất hiện hạch các bạn, hạch là khoảng 1 đến 3 hạch. Còn C2 là T3 T4 là 1 mà không. Giai đoạn D nghĩa là bướu có di căn với các cơ quan khác, gan, phổi. Còn
Theo tên em thì cũng vậy ha, như tôi nói TIS thì lúc nào cũng là các sinh viên tại chỗ rồi ha, T0 là không có bướu, TX là chưa kết luận được, rồi T1 thì cũng như tôi nói ha. Các bạn nhớ cái giai đoạn T thì thường là nó là một cái thống nhất chung rồi, lúc nào T1 cũng là xâm lấn tới lớp dưới dưới niêm mạc, rồi T2 là tới lớp cơ, T3 là qua cái lớp tới cái lớp thanh mạc, và T4 là qua cái lớp thanh mạc rồi tới cái lớp dính vào những cái cơ quan xung quanh, rồi hạch vùng ha, bắt đầu hạch N1. Bạn nhớ N1 là từ 1 cho đến 3 hạch, N2 là trên 4, từ 4 hạch trở lên. Di căn xa thì có di căn tới một cơ quan hoặc là di căn nhiều cơ quan, và nhớ lưu ý là di căn nhiều cơ quan thì trong đó có kèm là vô rắc trong ổ bụng các bạn. Hạch trên đòn vẫn gọi là di căn xa nha, không phải hạch vùng thì là di căn xa. Thì đây là cái bảng mà giai đoạn ha, cái bảng giai đoạn này thì cũng khá là khó nhớ như các bạn. Thì thường là nếu mà bạn muốn dễ nhớ nhưng mà áp dụng trên lâm sàng thì như là tôi nói hồi nãy ha, xếp giai đoạn theo group hoặc là theo Aster Color sẽ tương đối dễ hơn. Các bạn thấy là trong đây thì cái xếp mà giai đoạn do theo group á thì nó là tương đối là dễ nhớ nhất, nó có A B C rất là dễ nhớ, dễ có một cái tiên lượng cho mình, dễ có một cái tiên lượng cái hướng chẩn đoán cho mình. Cũng là một cái hình cũng minh họa lại cách xếp giai đoạn, thì cũng là giai đoạn một các bạn ha. Bạn thấy này nãy giờ là tôi cũng nhắc thì nhắc lại rồi, thì đương nhiên cái tên em này thì sẽ có thể xuất hiện nhiều ở trong cái phần mà sau này các bạn đánh giá lượng giá sau sau cái môn học ha. Đó, ví dụ như T0 là tại chỗ, là những cái di sản rất cao, rồi là TIS đó mà, bắt đầu giai đoạn 1 ha. Đoạn 1 là bướu xâm lấn trước cơ, đoạn 2 là bướu xâm lấn tới cái lớp thanh mạc, không chỉ là một là cái lớp xâm lấn qua cái lớp tới cái lớp dưới niêm, rồi đoạn 2 là có thể là xâm lấn qua lớp cơ, lớp thanh mạc, thì đoạn 3 là bắt đầu là xâm lấn qua lớp thanh mạc và có hạch. Giai đoạn 4 là có gì càng xa. Và ở cái hình này thì nó có một cái lưu ý thêm với bạn là trong cái phần tiên lượng của ung thư đại trực tràng thì ngoài cái giai đoạn thì nó còn có cái rát mô học, cái rát mô học của cái bướu nữa nè. Như bạn thấy ở dưới đó, histologic grade thì có việt hóa tốt, việt hóa vừa, việt hóa kém hoặc không việt hóa. Thì các bạn biết rồi, một cái tế bào mà nó càng việt hóa tốt, nó càng giống tế bào bình thường thì nó càng bớt ác tính hơn, một cái tế bào mà nó không biệt hóa thì độ ác tính nó cao hơn. Ta phân giai đoạn ha. Cái phân giai đoạn là giúp chúng ta có được một cái tiên lượng sống cho bệnh nhân. Chứ còn ngày nay mà nếu mà phẫu thuật thì người ta vẫn dựa vào cái TNM hơn, hoặc là gom giai đoạn lại thì để giúp có một cái tiên lượng sống, có một nói chung chung cho bệnh nhân. Thì như các bạn thấy ha, con số từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4 thì nếu mà giai đoạn 1 thì cái tỷ lệ sống rất là cao ha, cái 70 mấy% sau 5 năm. Cái giai đoạn 4 thì chỉ còn có 20% sống sót sau 5 năm. Và nếu như mình như cái slide đầu tiên tôi nói là khoảng 40% cái giai đoạn 4 mà di căn thì khoảng 20%, thì các bạn thấy là cái con số nó cũng khá là dễ nhớ ha. Khi mà có di căn xa thì 20% thì tỷ lệ sống trong 20% đó thì cũng có 20% thôi,
Rồi ở đây thì sẽ nói còn cái sơ lược qua về cái phần điều trị. Thì ở đây thì slide này thì chị Đức chỉ để là nói về ung thư điều trị ung thư đại tràng các bạn. Thì đối với giai đoạn 1 thì chúng ta có phẫu thuật cắt đại tràng và nạo hạch mạch treo. Giai đoạn 2 thì đối với giai đoạn 2 thì mình bắt đầu mình sẽ xét tới có hóa trị hỗ trợ hay không sau mổ. Thì phương pháp mổ vẫn là cắt đại tràng và nạo hạch. Đối với giai đoạn 3 thì chúng ta sẽ có phẫu để hóa trị, ha, cắt đại tràng, nạo hạch và hóa trị hỗ trợ sau mổ. Còn đối với giai đoạn 4 thì ở cái giai đoạn này thì mình sẽ xem xét có khả năng phẫu thuật được hay không, ha, xem xét khả năng phẫu thuật được hay không, và thường là chúng ta sẽ hóa trị tân hỗ trợ cho bệnh nhân trước. Còn nếu mà bệnh nhân vẫn còn khả năng phẫu thuật thì chúng ta có thể là xét phẫu thuật và hóa trị hỗ trợ sau. Còn về xạ trị thì đối với ung thư đại tràng các bạn thì người ta sẽ không thấy có lợi ích về sống còn hoặc tái phát tại chỗ đối với carcinoma của đại tràng. Trong một số trường hợp ví dụ như là khi mà mình khi mình mổ ra mà cái diện cắt nó quá sát cái bướu đi, cái diện cắt giữa hai cái đầu của đại tràng nó sát cái bướu đi, hoặc như là diện cắt mà ra ghi nhận còn bướu thì cần xạ trị bổ túc thêm vào cái vị trí đó. Sau khi mà được phẫu thuật, phẫu viên mổ thì đánh một cái clip bằng kim loại vô để thấy được trên cái phim CT sau 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 mổ, và để bác sĩ xạ trị vô trong đó, xạ trị bổ túc thêm vô cái chỗ bướu. Còn đối với là ung thư trực tràng thì là xạ trị nó có lợi ích nha các bạn. Rồi, đó là nói sơ qua về phần phần điều trị. Thực sự thì đối với ung thư đại tràng á, thì nó có ngoài phần mà phẫu thuật rồi hóa trị và xạ trị thì nó vẫn có một cái mảng nữa là điều trị sinh học các bạn, điều trị bằng những cái thuốc nhắm trúng đích và điều trị bằng liệu pháp miễn dịch. Nhưng mà ở đây thì ở cái khuôn khổ bài này thì không có đề cập tới, các bạn nhớ là cũng có ha. Rồi, về tầm soát ung thư đại trực tràng thì đây là một cái, như tôi đã nói thì ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung là những cái loại ung thư mà có cái chiến lược tầm soát và nó mang lại một cái hiệu quả về mặt sống còn, về mặt cái việc giảm cái tỷ lệ tử vong do cái bệnh ung thư đại trực tràng, và nó có hiệu quả về mặt kinh tế, ha, cost effective. Thì để mà tầm soát ung thư đại trực tràng á, thì người ta phân thành 3 nhóm: nhóm nguy cơ trung bình, nguy cơ trung bình là những người bình thường thôi, thì bắt đầu từ trên 50 tuổi, những người không có tiền căn gia đình, không có tiền căn bản thân bị những cái tổn thương ở vùng ung thư ở vùng đại trực tràng. Còn những cái nhóm tăng nguy cơ là những cái người mà có tiền sử bản thân mắc những cái bệnh về đại trực tràng, ví dụ như là polyp tuyến, polyp có nhánh mà không cuốn, tiền sử ung thư đại trực tràng như tôi đã nói ha, giống như là ung thư vú ha, đại trực tràng bệnh nhân đã từng bị trước đây, từng điều trị trước đây, thì những cái người đó có nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn, tiếp theo cao hơn so với những người bình thường. Những người bị viêm đại tràng hoặc tiền sử gia đình ung thư đại trực tràng, và những cái ở cái nhóm mà nguy cơ cao là những cái gia đình mà nằm trong cái gia đình mà có cái đột biến di truyền như là hội chứng Lynch, hội chứng đa polyp gia đình.
rồi các cái phương tiện mà dùng trong tầm soát ung thư đại trực tràng thì gồm có nào, cái nhóm thứ nhất là tìm cái máu ẩn ở trong phân, thứ hai là cái nhóm, cái đó là cái nhóm về 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 về, về sinh hóa ha các bạn. Thứ hai là về hình ảnh học. Hình ảnh học thì thường áp dụng hiện nay nhất á, là nội soi toàn bộ khung đại tràng. Nội soi toàn bộ khung đại tràng là cái phương tiện mà phổ biến nhất và cũng khá, gọi là hiệu quả nhất hiện nay mà nó tránh được những cái bỏ sót. Về tìm máu ẩn trong phân á, thì hiện nay người ta có cái xét nghiệm về sinh hóa, ví dụ như các bạn đã nghe rồi là FOBT ha, tìm máu ẩn trong phân. Mà ở nước ngoài thì nó có cái tìm máu ẩn trong phân bằng cái xét nghiệm miễn dịch nữa, viết tắt là FIT đó, thì nó sẽ tương đối nhạy nhạy hơn là so với lại là FOBT. Ngoài cái nội soi đại trực tràng bằng ống soi mềm ra thì người ta vẫn có thể nội soi trực tràng không, hoặc là nội soi đại tràng sigma không. X quang đại tràng thì hiện nay ít sử dụng rồi. Và cái thời gian mà thực hiện thì ở đây thì tôi cũng sẽ nói thêm một chút, thì cái thời gian thực hiện thì thường á, cái tìm máu ẩn trong phân á, thì người ta sẽ làm từ 1 đến 2 năm một lần. Còn nội soi mà toàn bộ khung đại tràng á thì khoảng 10 năm người ta mới làm một lần nữa. 10 năm là một lần, mà làm tới khi nào mà cái kỳ vọng sống thêm so với tuổi thọ nó dưới 10 năm thì người ta mới ngừng. Rồi bắt đầu từ những cái phần sau thì tôi sẽ nói thêm về một cái bệnh lý mà tương đối là hiếm gặp của đại trực tràng, mà cũng gọi là của cái ống tiêu hóa nói chung, mà đây là một cái bệnh khủng lý, cũng là nó đã được nghiên cứu và làm rõ hơn nhiều rồi, thì và mình cũng nên biết thêm một chút về cái chẩn đoán cũng như cái hướng điều trị hiện nay. Đó là cái bệnh GIST ha, viết tắt của cái bướu mô đệm đường tiêu hóa ha. Đây là một cái loại bướu hiếm gặp, nó xuất phát từ cái tế bào kẽ, cái tế bào Kajian của đường tiêu hóa ha. Nó xuất phát, cái tế bào này là nó xuất phát cái nguồn là cái bướu mà thần kinh nội tiết, nó điều khiển cái hoạt động của cái ống tiêu hóa. Thì về lịch sử, về chẩn đoán và phát triển, chẩn đoán và điều trị GIST thì nó đã được bắt đầu đưa ra cái thuật ngữ từ năm 1983, và tới 1998 thì người ta phát hiện ra đây là nó có một cái đột biến, cái bệnh này nó có một cái mang theo một cái đột biến tên là c-kit ha. Và cái mốc bắt đầu từ năm 2002, đây là cái mốc điều trị quan trọng, thì người ta bắt đầu là FDA bắt đầu là approve cho một cái thuốc nhắm trúng đích imatinib trong điều trị GIST tiến xa. Và tới 2008 thì bắt đầu là đã được approve không chỉ là trong GIST tiến xa mà còn điều trị trong những cái trường hợp mà bệnh nhân còn phẫu thuật được, nguy cơ cao. Để chẩn đoán thì cũng bao gồm lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh và hóa mô miễn dịch. Thì nó cũng giống như một cái khối u của đại trực tràng nói chung, mà mình sẽ phát hiện ra khi mà mình làm giải phẫu bệnh và cộng với lại làm hóa mô miễn dịch trên cái khối u đó. Và điều trị đối với GIST thì chúng ta có phẫu thuật và phẫu thuật cắt bỏ khối u và xem xét dùng liệu pháp nhắm trúng đích như là cái thuốc imatinib nha các bạn. Rồi nói sơ lược về cái tế bào kẽ Kajian là cái tế bào mà nó xuất phát, nó gây ra cái bệnh lý GIST này, thì được một cái nhà khoa học người Tây Ban Nha mô tả lần đầu thế kỷ 20, thế kỷ 19. Thì đây là những cái tế bào mà thật, như tôi nói, nguồn gốc của nó là thần kinh nội tiết, thì nó nằm giữa hai lớp cơ của vòng cơ dọc của ống tiêu hóa ha, nó nằm ngay giữa hai lớp cơ và nó có cái chức năng là điều hòa cái cơ trơn.
dẫn tới điều hòa nhu động của đường tiêu hóa. Nghĩa là cái cực. Và chính vì vậy thì cái bú chít này nè, nó có thể xuất hiện dọc theo cái ống tiêu hóa các bạn, từ thực quản, dạ dày, non, đại tràng. Thì để chẩn đoán thì vẫn dựa vào những cái xét nghiệm như là ung thư đại trực tràng bình thường, vẫn có siêu âm tổng quát vân vân, rồi CT đánh giá cái mức độ xâm lấn, nội soi sinh thiết. GIST là cái bướu của mô đệm, thì biết bạn các bạn biết là một bướu mô đệm của đường tiêu hóa. Tuy nhiên ở mặt vi thể thì vẫn có thấy 70% tế bào. Đương nhiên là về mặt vi thể thì nó là bướu mô đệm thì 70% là dạng tế bào hình thoi, trong đó có thể 20% là tế bào biểu mô, 10% là có thể xuất hiện là cả hai dạng hình thoi, tế bào biểu mô và tế bào hình thoi. Và một cái quan trọng trong cái việc mà chẩn đoán và tiên lượng và điều trị đối với lại cái bướu mô đệm đường tiêu hóa này là thực cái hóa môn miễn dịch, thử ra cái thụ thể CD117 ha, là một cái thụ thể tyrosine kinase xuyên màng. Thì ngoài ra có các thụ thể khác là PDGFR, CD34, CD44, DLG1, nhưng mà thì các bạn nên nhớ cái thụ thể quan trọng đối với lại cái bệnh lý GIST này là CD117 nha, vì nó sẽ là cái hóa môn miễn dịch dương tính. Cái thụ thể này dương tính là cái đích nhắm để mình điều trị cái liệu pháp nhắm trúng đích. Thì mày thì như tôi nói hồi nãy ha, phần lớn các cái bướu này có mang cái đột biến gen c-kit, một số phần nhỏ 10-15% là mang cái đột biến gen BDGFA, BDGFI, và 5-10% là không có mang đột biến hai cái gen này. Về chẩn đoán cũng vừa chẩn đoán về mặt lâm sàng, hình ảnh, giải phẫu bệnh và CD117, nó mô miễn dịch CD117. Rồi như tôi nói thì cái điều trị của GIST này thì gồm chúng ta biết là sẽ có phẫu thuật và xem xét điều trị nhắm đích. Thì để xem xét được điều trị nhắm đích hay không thì người ta sẽ phân nhóm nguy cơ cái bệnh lý này. Thì bệnh lý này phân nhóm nguy cơ thì các bạn thường là dựa vào ba chỉ số ha: kích thước bướu, số lượng phân bào trên con trường 50 và vị trí bướu, thì sẽ phân ra thì nguy cơ rất thấp, nguy cơ thấp, trung bình và cao. Thì ở đây các bạn thấy là nó có một cái đặc biệt là cái vị trí bướu ha. Vị trí bướu thì nó sẽ, nếu như mà bướu mà nằm ở dạ dày thì nó là nguy cơ trung bình trở lên, còn nếu mà bướu đã vỡ ra rồi thì nó là nguy cơ cao. Và đây là cái hướng dẫn điều trị ha. Nếu mà GIST khu trú, nghĩa là chúng ta sẽ là phẫu thuật, không có nạo hạch ha. Có thể phẫu thuật nội soi. Nếu mà sau mổ thì đánh giá là nguy cơ cao, phẫu thuật mà còn sót bướu thì mình mới xem xét tiếp là liệu pháp tiếp tục sử dụng liệu pháp nhắm trúng đích. Còn nếu mà GIST giai đoạn tiến xa thì mình sẽ bắt đầu tiến hành từ đầu là dùng liệu pháp nhắm trúng đích luôn. Như tôi nói hồi nãy thì bắt đầu từ cái mốc 2018 là cái thuốc imatinib á, trong điều trị GIST là đã được FDA chấp thuận điều trị hỗ trợ sau 1 năm, trong vòng 1 năm đối với những bệnh nhân mà có nguy cơ cao. À, nguy cơ cao là theo cái bảng hồi nãy các bạn. Còn tới năm 2012 là FDA đã tăng cái thời gian điều trị imatinib này lên 3 năm.
Rồi, cái bài của tôi đến đây là hết. Các bạn có cái thắc mắc gì thì cứ đặt câu hỏi. Còn về cái phần mà mục tiêu hay là cái phần gì mà thắc mắc về cái mục tiêu để đánh giá lượng giá gì thì các bạn sẽ gửi email về phía bộ môn. Bạn nào có ý kiến đặt câu hỏi thì cứ bật mic. Các bạn nào có ý kiến gì không? Thắc mắc. Em hỏi là hiện nay trên các bệnh viện thì người ta thường dùng cách phân loại giai đoạn theo cái nào anh? Thì hiện tại nha, ở bệnh viện ung bướu á thì chúng tôi vẫn điều trị và phân loại theo cái tên em ha. Còn như tôi thấy một số nơi thì vẫn một số bệnh cái khoa ngoại khác người ta vẫn phân loại theo đúc và Stercoler để mà người ta phân loại nó nhanh hơn, có cái tiên lượng hướng xử trí nó nhanh hơn. Nhưng mà ở tại bệnh viện ung bướu thì tôi vẫn phân loại theo tên em AGCC ha. Đúc tôi vẫn thấy có. Dạ anh, Rồi. bên cái phần chia nhóm nguy cơ á anh, Ừ. thì mình chiến lược tầm soát đối với các nhóm nguy cơ thì anh cho em biết chi tiết không ạ? Chiến lược tầm soát cho các nhóm nguy cơ á, thì như anh đã nói rồi thì thường á, người ta sẽ áp dụng là với cái nhóm nguy cơ trung bình ha. Là những cái người bình thường mà từ 50 tuổi trở đi á, thì anh đã nói rồi là có hai cái xét nghiệm mà thường dùng nhất đó là tìm máu ẩn trong phân bằng FOBT hoặc FIT 1-2 năm một lần á, hoặc là nội soi đại trực tràng 10 năm một lần là những cái thường dùng nhất. Còn về đối với cái nhóm tăng nguy cơ á, thì nó sẽ khá là phức tạp ha. Cái này thì các bạn có thể tìm đọc thêm tại vì nó rất là dài, nó khá là phức tạp. Thứ nhất là nó còn phải dựa vào cái những cái về cái tiền sử bản thân gia đình á, nó còn phải dựa vào là có họ hàng là người họ hàng gọi là họ hàng là đời thứ nhất hoặc là đời thứ hai bao nhiêu người bị, và cái tuổi người bị nó ví dụ như tuổi người bị là bao nhiêu thì cái thời gian bắt đầu tầm soát là trước 10 năm so với cái người trẻ nhất trong họ hàng mà đó, thì cái thời thường là nó là cái thời gian thôi, và còn cái thời gian bắt đầu tầm soát rồi cái thời gian mà khoảng cách giữa hai lần tầm soát nó cũng có thay đổi nữa, thì phần lớn là nó dựa vào cái tuổi cái người đó là người nào, cái mối quan hệ mức 1 hay là mức 2, số người bị, rồi về cái bệnh lý á, thì là về polyp polyp tuyến hay polyp nhánh không cuốn nó cũng có khác nhau à. Thì cái đó thì mà nói chung lại á, thì bắt đầu từ cái nhóm tăng nguy cơ á, thì
tầm soát là đều bằng nội soi đại trực tràng hết à, cái, nó chỉ khác nhau là bắt đầu từ cái tuổi bắt đầu bị, cái tuổi bắt đầu tầm soát và cái khoảng cách thời gian tầm soát thì nó có khác nhau thôi. Thì cái đó là nó nhiều chi tiết thì các bạn có thể tìm đọc thêm. Cái chuyện mà xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân rồi X quang đại tràng cản quang gì đó thì nó chỉ là ở nhóm nguy cơ trung bình thôi, bắt đầu từ cái nhóm tăng nguy cơ và nguy cơ cao thì người ta dùng là nội soi đại tràng hết. Và kèm theo hiện nay là người ta sẽ còn kèm theo nữa là cái xét nghiệm gen á, xét nghiệm tìm những cái gen đột biến á để người ta có cái hướng xử trí chung luôn. Không chỉ là những cái bệnh lý ung thư qua đại trực tràng mà còn là những cái ung thư khác liên quan tới cái hội chứng đó nữa. Còn về 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 cái chương trình tầm soát thì mấy bạn cứ nhớ là đối với cái thông thường thôi, thường dùng nhất là với cái nhóm nguy cơ trung bình trên 50 tuổi, không có tiền căn gì hết, thì là cứ bắt đầu 50 tuổi thì bắt đầu là cứ nội soi đại tràng rồi hoặc là tìm máu ẩn trong phân. Dạ em cảm ơn. Rồi. Thật sự thì cái tầm soát thì các bạn cũng nên bắt đầu, các bạn nên đọc về cái tầm soát ung thư đại trực tràng, ung thư cổ tử cung. Như tôi nói thì chỉ có hai cái đó là nó thành chiến lược thôi, thì có hai thứ thôi thì mình cũng nên biết cho nó rõ, vì nó là một cái chiến lược, nghĩa là khi đã thành chiến lược thì nó sẽ có cái lợi ích rất là nhiều về cái mặt giảm sống còn và cái kinh tế nha, cho một cái cả cả một cái ví dụ như một cái quốc gia, một cái xã hội, đúng không? Thì cái tìm máu ẩn trong phân thì Việt Nam mình cũng có làm, nhưng mà cái FIT á, cái FOBT thì có, mà cái FIT thì cũng hình như là chưa, tôi chưa thấy. Nhưng mà hình như cái FIT là các bạn có thể tự mua được á, mua đặt ở nước ngoài đem về, nó là giống như là test, nó là cái test kháng nguyên kháng thể thì nó cũng giống kiểu giống như là thử thử COVID vậy, nó là một cái thử kháng nguyên kháng thể. Thì người ta khuyến cáo là 1 đến 2 năm một lần, mà thường là tốt nhất là mỗi năm. Còn nội soi đại trực tràng thì đương nhiên là phải tới bệnh viện rồi. Mà tới 10 năm mới là một lần ha, đối với là nguy cơ trung bình. Từ lâu từ 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 trước đến giờ thì người ta luôn khuyến cáo từ 50 tuổi. Nhưng mà theo tôi biết thành như mới nhất đó hình như nó giảm tuổi xuống còn 45, có thể là 45 đó. Mình như là theo cái cập nhật mới từ năm nay, năm ngoái hay năm nay nó giảm xuống từ 45 tuổi trở đi vào tầm soát. Rồi nếu các bạn không có câu hỏi này thì tôi kết thúc ở đây ha. Chào anh. Rồi rồi, rồi chào các bạn.